Mạc Đăng Dung, có công hay có tội? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Dung Lịch Sử. Các bạn thân mến, trong lịch sử Việt Nam có 3 triều đại phong kiến đã từng bị coi là ngụy triều. Đó là nhà Hồ, nhà Mạc và triều Tây Sơn. Trong đó, nhà Mạc là triều đại quân chủ trong lịch sử Việt Nam, bắt đầu sau khi Mạc Đăng Dung dẹp được các bè phái trong cung đình, đã ép vua Lê Cung Hoàng nhà Hậu Lê nhường ngôi vào tháng 6 năm 1527 và chấm dứt khi vua Mạc Mậu Hợp lập con trai là Mạc Toàn lên ngôi. Bị quân đội Lê Trịnh do Trịnh Tùng chỉ huy đánh bại, chúng ta vẫn thường nghe câu 100 năm bia đá thì mòn, 1000 năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Nhà Mạc cũng như nhà Hồ đã từng bị những lời chỉ trích. Mạc Đăng Dung cũng từng bị coi là tội đồ khi ép vua Lê thời kỳ đỉnh cao nhường ngôi. Thế nhưng, với cái nhìn khách quan thì Mạc Đăng Dung có công hay có tội? Mời các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Một, tiểu sử Mạc Đăng Dung và quá trình lên ngôi. Mạc Đăng Dung sinh ngày 22 tháng 12 năm 1483, mất ngày 22 tháng 8 năm 1541. Ông được sinh ra ở thời Lê Sơ, thời kỳ chế độ phong kiến Việt Nam đạt đến đỉnh cao. Ông là người làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương, nay là huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Đại Việt Thông Sử, thì cụ tổ 7 đời của Mạc Đăng Dung là Mạc Đĩnh Trì, Lưỡng Quốc Trạng Nguyên thời Trần. Mạc Đăng Dung từ nhỏ làm nghề chài lưới, đánh bắt cá, nhà lại nghèo nhưng lại có sức khỏe cường tráng. Vào thời Lê Uy Mục đã tổ chức tuyển chọn võ sĩ. Đăng Dung dự thi môn đánh vật, trúng đô lực sĩ xuất thân, được xung vào đội túc vệ, giữ việc cầm dù theo xe vua. Thời bấy giờ, vua Uy Mục nghiện rượu, hoang dâm, thích ra oai để cho họ ngoại hoành hành. Người bấy giờ gọi là Quỷ Vương. Cơ đồ nhà Lê đi xuống từ đây. Đến triều Lê Tương Dực đã tiến hành ban hành giáo hóa, thận trọng hình phạt. Song do chơi bời vô độ, xây dựng liên miên, dân nghèo thất nghiệp, trộm cướp nổi lên, nhiều nơi giấy binh làm loạn, dẫn tới sự suy vong của nhà Lê Sơ. Vào năm 1511, Đăng Dung được thăng làm Vũ Xuyên Bá. Lê Tương Dực cũng làm vua không được bao lâu, thì bị Trịnh Duy Sản cùng các huân cựu đại thần lập người con mới 14 tuổi của Cầm Giang Vương Lê Sùng tên là Lê Y lên ngôi, tức vua Lê Chiêu Tông. Vào thời vua Lê Chiêu Tông, nhà Lê đi vào bế tắc. Bên ngoài giặc giã nổi lên, bên trong quyền thần chém giết lẫn nhau, kinh sư đẫm máu. Thời ấy có Cù Khắc Xương, Trần Khắc Xương mượn đao thiên vũ, thiên bồng mê hoặc dân. Mạc Đăng Dung dâng sớ xin trị tội, lại hạch một số viên quan mê tín tà thuyết. Nhà vua nghe theo, giết những người ấy. Thiệu quốc công Lê Quảng Độ đầu hàng phe nổi dậy Trần Cảo. Mạc Đăng Dung cũng dâng sớ khuyên nhà vua đem chém vì tội bất trung. Vua cũng nghe theo. Từ đấy, nhà vua tin Mạc Đăng Dung là người trung trực, càng thêm ân sủng. Đến năm 1518, Mạc Đăng Dung được thăng làm Vũ Xuyên Hầu, ra trấn thủ Hải Dương. Tại đây, Đăng Dung thu thập hương binh, chỉnh đốn quân ngũ, quân số ngày càng đông. Sau khi đánh đuổi được hai thế lực Nguyễn Hoàng Dụ và Trịnh Tuy, quyền thế của Trần Chân ngày càng lớn. Chính vì thế, triều thần đã bàn với vua loại trừ Trần Chân. Một số thủ hạ của Trần Chân là Nguyễn Kính, Nguyễn Áng, Hoàng Duy Nhạc mang quân đánh kinh đô báo thủ. Nhà vua phải chạy sang Gia Lâm trốn. Vào năm 1527, Lê Cung Hoàng sai đình thần cầm cờ tiết đem kim sách, áo mão thêu rồng đen, đai giát ngọc, kiệu tía, quạt vẽ, lọng tía đến Cổ Trai, tấn phong Mạc Đăng Dung làm An Hưng Vương, ra thêm cửu tích. Tháng 6 năm 1527, Mạc Đăng Dung từ Cổ Trai trở lại kinh đô ép Lê Cung Hoàng nhường ngôi. Sử gia Lê Quý Đôn chép, lúc này thần dân phần nhiều xu hướng ủng hộ Đăng Dung đều ra đón về kinh đô. 2. Mạc Đăng Dung từng bị coi là cướp ngôi, phản nghịch. Với quan điểm của lịch sử hiện đại theo cái nhìn khách quan đa chiều, thì nhà Tây Sơn từng bị coi là ngụy triều cũng đã được giải oan và có nhiều ý kiến tôn vinh nhà Tây Sơn như là một cuộc cách mạng,
một đỉnh cao vinh quang của truyền thống chiến thắng giặc ngoại xâm. Trong đó, Quang Trung Nguyễn Huệ được coi là biểu tượng của người anh hùng dân tộc. Nhà Hồ tuy ngắn ngủi nhưng đã được coi là một vương triều chứa đựng nhiều yếu tố cải cách tiến bộ, giải quyết được khủng hoảng cuối thời Trần. Còn đối với Mạc Đăng Dung, thật bất công khi mãi sau này vẫn bị miệt thị do chuyên quyền và cướp ngôi vua Lê, đầu hàng giặc Minh. Thậm chí nhiều tác phẩm còn không coi nhà Mạc là một triều đại của lịch sử phong kiến Việt Nam. Chính vì thế đến thập kỷ 40-50 của thế kỷ trước, đặc biệt là kể từ thập kỷ 80 của thế kỷ 20 cho đến ngày nay, chúng ta đã thấy sự ghi nhận lại về nhà Mạc một cách quyết liệt. Nhìn lại lịch sử, chúng ta đã thấy vào thế kỷ 16, nhà Lê Sơ sau một thời gian phát triển cực thịnh dưới thời vua Lê Thánh Tông đã bắt đầu suy thoái. Các sử gia đều phải công nhận rằng, từ thời vua Uy Mục trở đi, cơ nghiệp nhà Lê mỗi ngày một suy dần. Không có vua nào làm được việc nhân chính, lại thường hay say đắm tửu sắc, làm những điều tàn ác, gây thành sự giặc giã, thoán đoạt. Thời kỳ sau đó, nhà Lê khủng hoảng chưa từng có. Tất cả có 5 vua bị giết, 2 vụ chiếm ngôi xưng vương. Nhiều phe phái tiêu diệt lẫn nhau khiến sức lực suy tàn, nhân tài cạn kiệt, nhân dân thì khổ cực. Trong lịch sử, cuối triều đại nào cũng là suy yếu và khủng hoảng, nhưng chưa bao giờ khủng hoảng diễn ra lâu dài và trầm trọng như thời Lê Sơ. Thực tế trong bối cảnh đó, nhà Lê đã không còn đủ năng lực nữa nên cần phải có một người đứng ra giải quyết khủng hoảng, ổn định đất nước. Và lịch sử đã chọn Mạc Đăng Dung. Mạc Đăng Dung thực chất không phải có ý đồ cướp ngôi từ trước. Thậm chí, ông đã từng hết lòng phò tá các vua Lê. Khi được vua Lê Chiêu Tông mời ra giúp dẹp loạn, ông đã không e ngại. Ông được chính vua tin tưởng và được Chiêu Tông trao cả binh quyền để đánh Hoàng Duy Nhạc. Mạc Đăng Dung lại giúp vua liên tiếp dẹp loạn và các thế lực làm loạn khác. Mạc Đăng Dung đã thắng trận, trừ được bọn Lê Do, đã tiếm hiệu xưng vua cùng Trịnh Tuy, Nguyễn Sư, lại đã quy hàng được Hoàng Duy Nhạc, Nguyễn Kính, Nguyễn Áng. Khi đưa cung hoàng lên ngôi, ông cũng đã vì lòng trung thành mà cố gắng gần 3 năm vực lại ngôi vua của nhà Lê. Thế nhưng, triều đình nhà Lê khi đó chuyên chế đổi bại, đời sống của nhân dân ngày càng chìm đắm trong tối tăm, cơ cực, tô thuế và lao dịch không ngừng tăng thêm, đè nặng lên cuộc sống quanh năm lao động vất vả của người nông dân. Bọn địa chủ quan lại còn ra sức chiếm đoạt ruộng đất, đe dọa nền kinh tế nhỏ của nông dân. Đời sống của người nông dân ngày càng bần cùng, điêu đứng. Nông nghiệp lại không được chăm lo, đê điều và các công trình thủy lợi bỏ bê trễ nải. Nạn lụt, mất mùa, đói kém xảy ra quanh năm. Lúc này, khắp nơi loạn lạc nổ ra, các phe phái đánh giết nhau tranh giành quyền lợi. Đây là hậu quả do chế độ chuyên chế đẻ ra và trở thành thứ bệnh kinh niên của chế độ này khi mà nhiệm vụ thống nhất đất nước và chống giặc ngoại xâm đã được hoàn thành về cơ bản. Mạc Đăng Dung thấy không thể vực dậy nổi mới quyết định nghe lời các quần thần mà lên ngôi. Có thể nói vương triều Mạc ra đời là một tất yếu của lịch sử. Quy luật lịch sử là triều đại này suy yếu thì ắt có triều đại khác thay thế. Và nếu như không phải Mạc Đăng Dung lật đổ nhà Lê thì cũng sẽ có một người khác làm điều này. Bởi sau khi có những cuộc giằng co, cuối cùng chỉ còn lại có hai đối thủ là Nguyễn Hoằng Dụ và Mạc Đăng Dung. Và Mạc Đăng Dung đã thắng, tức Mạc Đăng Dung đã được lịch sử lựa chọn. Và rõ ràng, Mạc Đăng Dung là người vừa có tài, vừa có đức đấy chứ. Vậy là theo quan điểm khách quan hiện nay, thì Mạc Đăng Dung chính là anh hùng lập thân nơi thời loạn bằng võ công và mưu lược của bản thân mà làm nên đại sự. Bởi vì ông cướp ngôi từ một triều đại đã thối nát. Vua Lê thì nhu nhược, bất tài. Chẳng phải ngai vàng trong lịch sử đều chuyển từ hôn quân triều đại cũ sang minh quân triều đại mới hay sao? 3. Mạc Đăng Dung và tội cắt đất cho nhà Minh. Việc Mạc Đăng Dung cắt đất cho quân Minh được ghi lại trong bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Nhiều sử gia phong kiến cho rằng ông hèn nhát cầu hòa, trói mình đầu hàng nhà Minh. Thế nhưng xét theo thực tế, bên trong thì các cựu thần nhà Lê chống đối, đất nước còn rối ren, bên ngoài thì giặc Minh lăm le sang xâm lược. Thì khi đó, người làm đại sự ắt sẽ chọn không tính tiểu tiết mà chính là nhắm vào việc hiệu quả thực tế và lâu dài.
Nhà Mạc làm như vậy chỉ để tạm thời yên mặt Bắc, ổn định lại trong nước. Giáo sư Trần Quốc Vượng cho rằng, hành động đầu hàng của nhà Mạc do Minh Sử chép là một sự phóng đại để khoe khoang. Hành động ấy, vua Lê sau này cũng lặp lại gần nguyên si, thì lại không bị sử gia nhà Lê nêu lên để phê phán. Đó chẳng qua là một hành động tượng trưng, một sự nhún mình của một nước nhỏ đối với nước lớn trong điều kiện tương quan chính trị ngày xưa. Và nên nhớ, lúc ấy Mạc Đăng Dung đã thôi ngồi lên ngai vị được 10 năm rồi và là một ông già sắp chết. Ông già này gánh nhục cho con, cho cháu và cho cả nước mà bị mang tiếng mãi. Tất cả ứng xử của nhà Mạc với nhà Minh cũng chỉ nằm trong một chiến lược ngoại giao Việt nhỏ hoa lớn, thần phục giả vờ, độc lập thực sự. Cái mà nhà Mạc làm được đó là dám hy sinh cả danh dự, sĩ diện cá nhân hay dòng họ của mình vì quyền lợi chung của dân tộc cũng như đại cục quốc gia. Thực tế cho thấy dù mâu thuẫn của Trịnh Lê nhưng mà Mạc chưa bao giờ cấu kết với phương Bắc để chống lại. 4. Nhà Mạc chăm lo xây dựng đất nước. Chúng ta thấy rằng với những cải cách và một chính sách hợp lý để cố gắng xây dựng vương triều, xây dựng đất nước và khôn khéo trong ngoại giao, Mạc Đăng Dung và triều đình nhà Mạc đã đưa đất nước tránh được cuộc xâm lược của phong kiến phương Bắc cũng như bình ổn tình hình trong nước, thúc đẩy nền kinh tế ổn định và phát triển. Trong một số công việc, nhà Mạc vẫn thực hiện theo thời Lê trước đó, nhưng đã nhìn nhận và đúc rút kinh nghiệm từ chế độ thối nát vào giai đoạn cuối thời Lê Sơ. Do đó, nhà Mạc đã có một số chính sách tích cực hơn, cởi mở hơn rất nhiều. Về nông nghiệp, nhà Mạc đã chú trọng tới khẩn hoang, lập làng, đắp đê phòng lụt. Trong công thương nghiệp, nhà Mạc đều không theo đuổi chính sách trọng nông ức thương của nhà Lê Sơ, mà theo kết quả ngành khảo cổ học, có thể thấy ở thời kỳ này là thời kỳ phát triển rực rỡ của gốm Hoa Lam Việt Nam, đồng thời phản ánh sự phát triển trong giao thương buôn bán của người Việt thời bấy giờ. Đặc biệt, các sản phẩm đều ghi danh người làm ra, thể hiện vai trò của người lao động rất được tôn trọng. Hoạt động nội thương được đẩy mạnh. Trong các văn bia thời Mạc đã ghi rõ những hoạt động xây cầu, lập chợ của các chính quyền địa phương, đặc biệt là vùng triền sông, ven biển. Đã vậy, ở thời kỳ này, người buôn bán và người đi đường đều đi tay không, ban đêm không có trộm cướp, trâu bò thả chăn không phải đem về, chỉ mỗi tháng điểm soát một lần. Trong khoảng vài năm, đường xá không nhặt của rơi, cổng ngoài không cần phải đóng, thường được mùa to, trong cõi tạm yên. Văn hóa dưới thời kỳ nhà Mạc có sự phát triển rực rỡ, thi cử được tổ chức đều đặn, lại có nhiều trí thức tài giỏi ra giúp đỡ như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Giáp Hải, Nguyễn Dữ. Trong số những người đỗ đạt cũng có cả những con cháu của nhà Lê. Nghệ thuật thời kỳ này cũng có những nét mới mà tiêu biểu là những ngôi đình làng, mở đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của kiến trúc đình làng và nền văn hóa làng xã trong các thế kỷ tiếp theo. Cho đến nay, sự tồn tại của một số ngôi đình làng thời Mạc cũng là sự tồn tại gần như nguyên vẹn và đầy đủ nhất, duy nhất về bộ mặt kiến trúc thời nhà Mạc. Như vậy, rõ ràng là nhà Mạc tồn tại có vai trò rất lớn trong lịch sử Việt Nam và cũng để lại bài học quý giá cho lịch sử trong các giai đoạn tiếp theo. Ngày nay, công cuộc đổi mới mà Đại hội lần thứ 6 của Đảng đề ra bắt đầu từ đổi mới tư duy cùng với phương châm khoa học, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật đã giúp cho chúng ta có cách nhìn mới với các nhân vật lịch sử, trong đó có nhà Mạc và Mạc Đăng Dung. Mặc cho bao lời chê bai, bôi nhọ, Mạc Đăng Dung đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình ở cương vị là khai quốc hoàng đế nhà Mạc, bảo vệ cho quốc gia toàn vẹn trước nguy cơ xâm lăng. Có những người đáng ra phải trả giá đắt hơn khi chủ động kéo phương Bắc hoặc cấu kết với phương Bắc để rồi cõng rắn cắn gà nhà. Cần khẳng định lại một lần nữa rằng Mạc Đăng Dung và vương triều nhà Mạc xứng đáng được lịch sử ghi nhận. Các bạn vừa theo dõi tiểu sử và sự nghiệp của Mạc Đăng Dung để hiểu thêm về ông cũng như làm rõ hơn ông có công hay có tội đối với đất nước.
Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật thường xuyên và sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.